Bộ phim ca nhạc Bình Minh Cuối Con Đường do đạo diễn Phú Trần thực hiện, kể về câu chuyện một cô gái Lương Nguyệt Anh đóng ở vùng núi, có giọng hát trời phú cùng niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Vì nhà nghèo nên cô không có điều khiếu nại đi học nghệ thuật. May mắn, một thầy giáo dạy thanh nhạc trẻ Danh Tùng thủ giai, trong lần đi du lịch tại vùng quê của cô đã phát hình thành giọng hát cô và hỗ trợ cô chạm đến ước mơ. Lương Nguyệt Anh nhập giai cô học trò nghèo, đam mê ca hát của Danh Tùng. Nhưng cô gái không biết rằng chính mẹ ruột của cô đã đứng sau, tạo điều khiếu nại cho cô gặp gỡ thầy giáo và hỗ trợ cô trong quá trình đi học. Phải đến khi người mẹ bị tai họa lao động, cô gái mới biết được sự thật này. Xúc động trước câu chuyện tình mẫu tử của nội dung phim, Lương Nguyệt Anh đã hoàn toàn nhập giai khi biểu thị những cảnh quay cảm động. Nguyệt Anh chia sẻ, cô không phải là người quá mau nước mắt, cũng quen với những cảnh cần diễn xúc động khi đóng ca nhạc, nhưng chưa có vai diễn nào lấy đi của cô nhiều nước mắt như ở phim Bình Minh Cuối Con Đường. Nguyệt Anh rơi nước mắt khi hát các ca khúc về mẹ trong phim Bình Minh Cuối Con Đường. Khi thực hiện cảnh biết tin mẹ bị tai họa và vào viện, đạo diễn chưa kịp hô diễn mà nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Lúc này Nguyệt Anh nghĩ đến tình yêu thương của thân phụ mẹ, tấm lòng thân phụ mẹ cao đẹp quá khi dành cho những đứa con. Không hiểu sao, tôi rất có duyên với những hoạt phim nói về tình mẫu tử, về những người mẹ quê tần tảo vì con. Tôi lớn lên ở quê, lớn lên bằng sự tần tảo ấy của mẹ thân phụ, nên khi nhập giai tôi như thấy cả đời sống mình ở trong đó. Ngay khi ra mắt khán giả, bộ phim ca nhạc Bình Minh Cuối Con Đường đã gây được tuyệt hảo khỏi khoáng với khán giả. Thành công hơn nữa, bộ phim còn được nhập cuộc tranh giải hạng mục phim ca nhạc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc đang diễn ra từ 19-12-22 tháng 12 năm 2018 tại Lâm Đồng. Hạng mục phim ca nhạc năm nay có 8 phim dự thi, Bình Minh Cuối Con Đường được nhận định là công trình sẽ làm nên chuyện tại kỳ liên hoan này.